Thường thường giới á, nó có hai phần: giới tánh hoặc là giới tướng. Giới tánh mình có thấy được không? Thấy được không? Không. Ví dụ như bây giờ trong tâm Pháp Hòa khởi tham, quý vị đâu có thấy. Nhưng mà nếu mà Pháp Hòa lấy cái tay và lấy cái món đồ và bỏ trong cái túi á, thì cái đó thấy. Thì cái hành động đó đó, thì cái đó gọi là tướng. Cho nên giới tướng tức là mình biểu lộ cái cách mình, cái người mà người ta nhìn mình, người ta thấy mình là người ta biết người này có dữ giới không. Ví dụ như là một người xuất gia, mà nếu mà cái vị xuất gia đó đi đứng khoan thai, đắp y mặc áo, người ta nhìn cái tướng của cái người đó giữ có oai nghi, thì người ta liền nói sao? Vị này có oai nghi, vị xuất gia này có học luật, có biết luật, giữ oai nghi. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như một Phật tử đi chùa lâu năm, nhưng mà nếu một Phật tử đó tới chắp tay: dạ bạch thầy, có một gia đình đến xin gặp thầy. Thì cái cách cái vị cư sĩ đó chắp cái tay thưa chuyện với một vị xuất gia, thì cái người khác trên gia nhìn đó đã biết cái vị này có học, một Phật tử có học cái cung cách, cái uy nghi. Thà nữa là ta nhìn vô cái tướng đó, người ta biết được người đó như thế nào. Một đứa nhỏ nó gặp người lớn, nó khoanh tay lại: dạ con chào bác. Thì mình nhìn đó mình nói sao? Đứa nhỏ này nó có học. Ở đây gia đình của cô Ngà, cô Tịnh Bảo á, mỗi lần mà cổ gặp mấy thầy, cổ nói là qua biết là chắc hồi nhỏ mấy cổ hấp thụ dữ lắm. Dạ thưa thầy, con mới tới. Tức là chắc hồi nhỏ là mình nói một cách nghiêm túc đối với người lớn như vậy quen rồi. Mặc dù bây giờ mấy cô là bà nội hết rồi, lớn tuổi, nhưng mà cái cách chào hỏi các vị người lớn Pháp Hòa thấy giống như là một cái người quen như vậy đó. Cho nên cái tướng trạng là gì? Là cái tướng, cái cung cách đó mình nhìn mình thấy được. Cho nên tại sao mà người ta trong nhà Phật là luôn luôn nói hai phần: tánh với tướng, nội dung hình thức, sự với lý. Ha, sự là gì? Là những cái phương tiện chúng ta làm. Lý là cái lý lẽ, cái đạo lý bên trong. Ví dụ như hồi nãy đó mình tụng sám hối sáu căn. Đâu phải tụng vậy cái sáu căn nó tịnh đâu. Nhưng mà nhờ tụng vậy đó, mình mới hiểu được là cái căn, mỗi căn của mình đó, nó mắc vào cái lỗi gì. Con mắt mình lầm hoa giả mà mê trăng thật, yêu ghét rồi nổi dậy tranh giành. Thì mỗi một căn như vậy đó mình biết được. Cho nên tụng thời kinh là cái sự, nhưng mà sau khi đó xong rồi thì mình nhận ra được cái lý, là hằng ngày cái sáu căn của chúng ta nó rong ruổi, mà tất cả những cái lỗi lầm phiền não đều do sáu căn mà ra hết. Tại vì sao? Hễ con mắt mình mà thấy chướng con mắt mình hay gọi là gì? Chướng tai gai mắt. Thành thử ra tối ngày, thay vì mình có cái tai thanh tịnh, có con mắt thanh tịnh, nhưng mà sở dĩ hàng ngày mình phiền não là thì mình cứ sống bằng cái sự chướng tai gai mắt. Mà trong khi đó, cái đó không phải của mình. Mà cái không phải của mình mà mình đem làm của mình thì cái đó gì? Mình mấy ngày nay mình học cái đấy gọi là cái gì? Phiền não. Khách gì? Khách trần. Khách trần phiền não, nhớ không? Trần là những cái bên ngoài, nó chỉ là khách thôi. Nó chỉ là khách thôi, lâu lâu nó xuất hiện vậy, nhưng mà mình nhận khách làm chủ. Còn chủ là gì? Chủ là bản thân mình vốn. Thí dụ bây giờ mình đang yên tĩnh là không có gì hết, rồi tự nhiên có một người nào đó họ lãng vãng trước mặt mình khó chịu quá, thì tự nhiên mình nhận cái người, cái sự lãng vãng của cái người đó làm cái khách phiền não của mình. Cho nên mình là chủ của sự thanh tịnh, nhưng mà mình đã nhận khách đi vào trong nhà mình rồi, mình làm cho phiền não.
Bây giờ nói về các cái tướng trạng của sự giữ giới, tức là cái người ta giữ giới ta có cái tướng, mặc dù người ta không nói à nha, người ta giữ giới nhưng mà người ta không hề nói cái gì hết, thì cái đó gọi là vô tác giới biểu. Vô tác giới biểu là gì? Nó biểu lộ một cái giới tu mà người ta không cần phải nói người ta tác cái gì hết. Chữ tác là gì? Là làm. Ví dụ như một cái vị xuất gia đi tới chùa của ai á, việc đầu tiên là xin phép lên lễ Phật. Hay là mình tới nhà của Phật tử, mình bước vô nhà Phật tử, nếu mà ở cái phạm vi mình đến đó mà thấy có bàn Phật á, thì việc đầu tiên mình đến là mình chắp tay mình xá Phật. Người này giữ cái cung cách lễ nghi mà có cần tuyên bố không? Có cần biểu lộ, có cần nói gì với ai không? Không cần. Đó là vô tác giới thể. Chứ vô tác là gì? Tác mà không tác, làm mà không làm. Chữ không làm đây là gì? Là họ không tuyên bố họ làm. Họ không thấy cái làm của họ là một cái gì quan trọng. Cái chỗ này là cái chỗ tất cả người giữ giới làm hết đó. Gọi là vô tác giới. Nghĩa là mình có một cái giới mình đang tu mà không biểu lộ. Cho nên ở đây tướng trạng là có nhưng mà không cần nói gì hết. Ví dụ mình là một Phật tử ha, tới giờ tụng kinh lắc chuông cái đi lấy cái áo tràng mặc, có ai mà chạy vòng vòng biết gì không? Tôi sắp mặc áo tràng đi tụng kinh nè. Tại bây giờ nó bình thường rồi, mình làm tất cả các cái hành động bình thường này mà không cần tuyên bố gì hết. Có tác không? Có tác là có làm đó. Nhưng mà vô tác nghĩa là không tuyên bố, không có cái gì mà gọi là there is nothing to be proud of, không có cái gì mà gọi là để mà mình biểu lộ, để mà mình tự hào cả. Cái chỗ này, mấy cái chữ này là trong ai mà học luật giới là phải biết vô tác giới thể. Cho nên ví dụ như mình thọ ngũ giới á, năm giới đó, hết đời này đời sau mình thọ nữa. Tại vì năm giới nó chỉ có thể áp dụng trên con người còn sống thôi, con người nào mà chết rồi thì năm giới đâu còn tác dụng gì nữa. Cho nên đời sau mà có trở lại làm người phải đi thọ giới lại. Nhưng mà Bồ Tát giới là không cần. Bởi vì sao? Vì nó là tâm giới, nó là thông giới. Đời nào một lần mình, đời này mình thọ Bồ Tát giới rồi thì mình đi đâu Bồ Tát giới đó cũng còn với mình. Tại vì sao? Bồ Tát là gì? Là nó rộng khắp, chỗ nào mình cũng có thể hành động của Bồ Tát hết. Bây giờ cái phần nói về tướng trạng nè. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát lúc an trụ nơi trì giới Ba La Mật, chịu mọi sự khổ não. Đại chúng nhớ là trì giới Ba La Mật nghĩa là mình giữ giới một cách viên mãn, một cách rốt ráo đó. Trì giới Ba La Mật, người nào mà trì giới rốt ráo rồi á thì người đó chịu mọi sự khổ não. Chịu đây không có nghĩa là đi tìm, mà việc nó đến thì họ phải chấp nhận. Ai có thể nói được, chữ ai nó có thể nói được là người nào mà nói lên được cái sự khổ não của cái người đó phải chịu đó. Không nói được. Tại vì sao? Ở nơi người đó họ có được cái sự giữ trì giới, một sự chịu đựng, một sự trì giới viên mãn. Ai nói được chỗ đó? Nói không được. Cho nên trong này nói họ chịu mọi sự khổ não, ai có thể nói được? Có người nếu thọ mỗi giới nhỏ rồi, có nghĩa là dù một việc rất ít trong giới, ít ham muốn, biết vừa đủ. Đây là hai cái cách của cái người ta tu đó. Ít muốn mà biết đủ. Mà người nào mà sống ở đời này á, chỉ cần ít muốn biết đủ là đã đủ, là hạnh phúc rồi đó. Mà không thể, nếu người nào có được cái đó mà không thể thương xót chúng sanh đau khổ, nên biết người ấy không được hoàn toàn trì giới Ba La Mật. Nếu người nào mà thọ giới mà không
có giới đó mà không thương xót chúng sanh thì người này chưa gọi là trì giới ba la mật. Nếu có thể tu nhẫn trí tuệ tam muội, chuyên cần thực hành tinh tấn, thích nghe nhiều, nên biết người ấy được tăng trưởng trì giới ba la mật. Ba việc người này tu ha, một là nhẫn, hai là trí tuệ, ba là tam muội. Tam muội là gì? Là có được cái sự định tĩnh, có được chánh định. Chuyên cần thực hành tinh tấn, thích nghe nhiều, nên biết người ấy được tăng trưởng trì giới ba la mật, trang nghiêm bồ đề, chứng quả bồ đề. Giới như thế được vô lượng điều lành, vô lượng quả báo, vô lượng giới cấm, vì nhân gian duyên ấy được trang nghiêm bồ đề. Khi mà mình giữ cái giới được á, trọn vẹn á, thì giới như thế gọi là vô lượng điều lành. Tại điều lành nó sanh vô lượng quả báo. Thiện nam tử, vị đại Bồ Tát đã thọ giới rồi, miệng không nói lời ác và tai cũng không thích nghe ác. Cái chữ ác này á, Pháp Hòa xin nói lại nữa, thì cứ mỗi lần gặp chữ ác này là phải nhắc. Tại vì đại chúng sợ là đại chúng lầm là ác là cái gì, phải là đâm heo thuốc chó giết người gì đó. Chữ ác là bất cứ cái gì mình nói mà mình làm tổn giảm cái đau khổ, cái tổn giảm hạnh phúc an vui của người khác, đó là nói ác. Rồi hoặc là thậm chí mình nghe cái gì đó mà nó làm tổn giảm đi cái bình an ở nơi mình, đó là nghe ác. Cho nên chữ ác được dịch nghĩa là tổn giảm. Thế nào gọi là thiện? Thiện được gọi là tăng ích. Mình nói cái gì mà người ta nghe người ta an vui, đó là thiện. Mình nói mà người ta nghe người ta đau khổ, mặc dù mình không có giết người ta, nhưng mình nói xong rồi người ta dày dò, người ta khổ đau, đó là lời nói ác. Như vậy thì chữ thiện được dịch là tăng ích, chữ ác được dịch là tổn giảm. Đại Bồ Tát đã thọ giới rồi, miệng không nói ác và tai cũng không thích nghe ác, cũng không ưa nói và nghe việc đời. Mình là một cái người tu tập á, là mình không có thích nói và thích nghe việc đời. Việc đời là việc gì? Ví dụ như người ta vô, người ta tâm sự với mình chuyện gia đình của người ta, cái đó là người ta đến với mình để làm gì? Để người ta xin mình nghe cái khổ đau người ta, để mình an ủi người ta. Cái việc đó không sai. Nhưng mà nếu như cái việc đời đó của mình nói mà để cho người ta giống như mình thấy cái điều đó xấu ở nơi người đó, mình đi phô trương, mình nói biết cái chuyện đó không? Trời, tôi tưởng đâu thân vậy biết ha. À, vậy là dở hơn tôi rồi. Tôi mới sơ sơ mà tôi rành người đó lắm. Mình kể một lô những cái chuyện đó là mình thích nói, thích nghe việc đời. Cũng không ưa nói và nghe việc đời, quyết định không phóng tâm theo tư tưởng quấy. Phóng tâm tức là mình đưa cái tâm mình hướng về cái việc xấu đó. Gần chẳng gần bản ác, thế nên được gọi là tịnh giới vắng lặng. Bồ Tát nếu thấy người phá giới không sanh ác tâm và lập nhiều phương tiện khéo léo để điều phục. Thấy người phá giới không có sanh tâm xấu với họ mà tìm cách để mà điều phục. Nếu không điều phục được nên khởi tâm thương xót. Thí dụ bây giờ mình thấy cái người đó mình độ không được, thì mình khởi tâm mình thương xót họ. Vì sao? Vì họ đang đi vào cái nẻo đường khổ đau. Ví dụ bây giờ mình thấy một cái người đó, như vừa rồi đây, thì có một vị mới than, viết cho Hoàng cái thơ. Nói, thầy ơi, sao mà con thấy bây giờ người ta nghe kinh thì cũng nhiều, khóa tu nào cũng có mặt, mà tới hồi mỗi ngày con đụng chạm vô thì con thấy là không thay đổi gì hết. Ngày hôm qua cũng có một cô có gọi, có buồn, chị em mà ruột mà mình thấy sự tu tập của chị mình không tiến bộ. Nói chị con không khóa tu nào lỗi hết, khóa tu ngắn, khóa tu dài, khóa tu thiền, khóa tu tịnh gì, khóa nào chị cũng có mặt hết.
mà về nhà là con thấy chỉ y nguyên. Nhiều khi chỉ còn nhiều lúc còn thấy cũng khủng hoảng hồi đó nữa. Thì Pháp Hòa cũng có nói, và nói thật sật ra đó, bây giờ mình nghĩ vậy nè, thật sự cái đó là dở đó ha, nhưng mình nghĩ đi, nếu như mà cái người này may á, tu kiểu đó đó không, hành trì thì nghĩa là tham dự kiểu đó đó mà còn vậy đó, mà nếu mà không nữa thì cỡ nào. Thôi thì bây giờ mình cứ nhận ở cái chỗ một cái phần, thí dụ bây giờ trong 100% họ được 20 thì coi như 20 là cũng quý đi, cũng còn ngáp ngáp được, giống như con cá ở trong cái hồ, nếu mà nhiều nước để nó bơi lội thì thôi cái đó nó khỏe rồi, nhưng mà giờ con cá nó ở trong cái hồ cạn nước rồi, nó ráng nó lấp mình, nó nằm bẹp xuống để làm sao nó hơi hốt được cái miếng nước đó để nó sống. Thiệu Hòa nói mình nhìn như vậy để làm chi? Để mình có thể tiếp nhận được cái người đó. Chờ trong này mới nói á, nhiều phương tiện khéo léo để điều phục, nếu không được điều phục nên khởi tâm thương xót. Lý do là mình thương xót là vì mình thấy tội nghiệp cho người đó, thấy thương cho người đó. Họ tu tập bao nhiêu lâu nhưng mà cái kết quả nó không có được nhiều. Cho nên Phật mới nói là trứng cá bông xoài đó. Người tu nhiều giống như là bông của cây xoài vậy đó, nhưng mà thật sự tụ cái trái thì không mấy trái hết. Giống như một chùm trứng cá nhưng mà nở ra con cá thì không có mấy. Không vì thân mạng mà phá giới hay xả giới. Tức là có hai trường hợp: không vì đời sống của mình mà mình phải phá giới, hoặc cũng không vì khổ quá mà mình xả giới. Khi ăn phải hổ thẹn và không phóng túng, chỉ vì trị thân mạng cũng như trị ghẻ lỡ. Ở đây là cái cách dạy cho mình cái cách cái tướng. Thưa đại chúng, cái chỗ này là nói về cái chỗ mà tướng trạng giữ giới mà. Cho nên thí dụ như tại sao mình ăn cơm á, trước khi mình ăn cơm, dù ăn mặn ăn chay gì cũng cần biết, ở nhà mình cũng tập vậy đó, trước khi mình ăn mình chắp tay, mình có thể mình đọc thầm trong tâm mình: vạn vật tranh sống trên trái đất này, nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Xong rồi mình lấy muỗng mình ăn 3 miếng cơm lạc. Ăn mặn cũng không sao hết, trước khi ăn mặn mình ăn lạc trước. Miếng cơm thứ nhất, nguyện không làm điều ác. Miếng cơm thứ hai, nguyện làm các việc lành. Miếng cơm thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Xong rồi mình, nếu ở chùa đó ha, nếu mà người xuất gia ở chùa mà sau 3 miếng cơm rồi còn phải đưa cái chén vô trong lòng ngực nè, quán tưởng 5 điều. Một, so coi cái công mình nhiều, cái công sức mà cái người ta đem tới cho mình nhiều hay ít. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Mình coi coi cái công sức mà người ta đem tới đây này nhiều hay ít. Nhất là một đó, kế là mình đếm. Công đa thiểu, cái công của người ta đa là thiểu là gì? Nhiều hay ít. Lượng bỉ lai xứ, cái chỗ mà người ta đem đến này nè, cái đồ, cái lượng mà ta đem đến này, phải coi công sức người ta. Ví dụ bây giờ mình cầm chén sữa bột, mình cầm một cái tô bún mình ăn, bữa nay chùa không có nấu gì hết, trời ơi mình thấy tội ghê. Bào bắp chuối nè, bào rau muống nè, cắt từng miếng chanh nè, luộc từng miếng bún nè, nấu đủ thứ, bưng lụm khụm lên. Giờ mình ngồi mình ăn tô bún có 5 phút à, hay 10 phút à, thì mình ăn mình phải lượng coi, quá chừng công. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Nói về cái công người ta rồi, giờ nhìn tới mình: nhì thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Nhìn lại mình, nhìn lại mình coi cái công đức mình ít hay nhiều mà nhận cái của này. Thổn kỹ đức hạnh, toàn là trọn vẹn, khuyết là khiếm khuyết. Toàn khuyết ứng cúng là mình nhìn vô đó mình thấy nó tròn hay nó khuyết mà nhận cái này. Nói về người, nói về mình. Bây giờ nói xong rồi mà vẫn ăn, cho nên phải nhắc mình câu:
tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm. Nhớ ăn có ngon cũng ăn từ từ thôi, ăn từ từ để nó giữ cái tướng trạng. Cái tướng trạng. Cho nên ăn nhìn vô cái tô cơm, nếu mình ăn đúng luật á, ăn đúng luật là mình ăn mình nhìn vô tô cơm, không có ăn đang ăn cái mình ngó vô cái mâm. Tại hồi xưa là mình dọn bốn người mâm mà, chứ ăn nhìn vô cái chén, không có ngó tới ngó lui, không có gãi đầu, không có chép miệng, không có khua chén gì hết, nhìn vô vậy. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm. Thứ ba là mình phải nhìn vô, coi coi, mình phải để ý nha, cái tâm tham của mình là cái cội gốc của tất cả lỗi lầm á. Cái thứ tư là gì? Tứ vị sự lương dược vi liệu hình khô. Ăn cái này nè là chỉ vì trị cái bệnh khô gầy của thân thể, nó là món thuốc. Cho trong này nói vậy đó, khi ăn phải hổ thẹn và không phóng túng. Chỉ vì nghĩ rằng á, trị thân mạng, tức là giữ được cái thân mạng này, cũng như giữ thân mạng này, trị cái bệnh thân này như người ta trị một cái miếng ghẻ lở, đắp miếng thuốc vô trị ghẻ lở. Thì mình nghĩ vậy chi biết không? Để ăn, ăn mà thưởng thức, đừng có chê khen, đừng có cái mà nếu không khen thôi chứ đừng chê. Mà bây giờ quý vị thấy, bây giờ so ra người ta, tại sao người ta đổ công, người ta nấu người ta không mệt, mà người ta nghe mình khen một câu người ta vui, mà mình chỉ cần chê một chữ thôi là một tiếng đồng hồ đó coi như là người ta cảm thấy người ta uổng quá. Tại vì người ta đem hết sức nhưng mà mình không có appreciate, mình không có trân trọng những gì người ta làm hết. Thành ra cái chỗ mà muốn nói là không vì, nghĩa là khi ăn là tại vì cuộc sống của chúng ta, một là nói, hai là nghe, rồi trong đó có ăn nữa. Cho nên trong này mới nói nè, nói thì phải đừng nói ác, nghe thì đừng nghe ác, luận bàn thì đừng bàn luận chuyện đời, còn hễ ăn thì phải sanh tâm hổ thẹn. Không làm mà khó ăn là đã một cái hổ thẹn rồi, rồi còn bài nói theo đời một chút là bài đặt chê nữa đó. Hổ, tại sao phải hổ thẹn? Là vì mình không có làm mà được ăn. Ở đây không phải là trách mình, nhưng mình nói như vậy đó, mình nói như vậy để tự mình hổ thẹn, để tự mình xấu hổ thôi. Và không phóng túng chỉ vì trị thân mạng cũng như trị ghẻ lở. Đó là nói về ăn ha. Bây giờ nói về mình đi nè. Nếu vào xóm làng tưởng như vào rừng dao. Tại sao nói ngộ vậy? Tại vì á, đây là nói đến những cái làng xóm mà nó nhiều những cái cạm bẫy, nhiều những cái gọi là thu hút mình. Cho nên á, hồi xưa các vị người ta đi khất thực, đi vào làng xóm á, người ta không có đi một mình, ít nhất phải là hai người trở lên chứ không có dưới. Tại sao? Lỡ người ta có cái ý đồ xấu gì với mình thì mình bị hại. Điển hình là cái trường hợp của Ngà Nan vậy đó, đi khất thực con mình đó, và mai là mới khất nước thôi đó, khất thủy chứ chưa khất thực nữa. Đi ngang nhà cái cô Ma Đăng Già, lại nói: cô ơi, cô cho tôi xin chén nước. Cổ đang lụm cụm, cổ lặt rau hái là làm gì đó, cổ ngước lên cổ thấy Ngà Nan, cái cô bủng rủng tay chân rồi. Tại vì Ngà Nan đẹp quá, cái sức hút của Ngà Nan, mà cổ nghe cái giọng là cổ đã thấy hay rồi. Cổ ngước lên thì thấy một người mà có dễ mến quá, cái cổ mới nói: dạ. Tại vì trong luật của Ấn Độ á, cái giai cấp tu sĩ là không bao giờ được tiếp xúc với giai cấp nghèo khổ như cô Ma Đăng Già. Cho nên tự cổ nhìn lên cổ thấy là một cái người tu sĩ là cổ sợ rồi. Cổ nói: dạ con không dám cho nước của ngài, tại vì ngài ở một giai cấp cao hơn con. Thì khi nói như vậy rồi thì Ngà Nan nói: tôi đến đây tôi xin nước chứ tôi đâu có đến xin giai cấp. Trời ơi, đẹp trai mà nói chuyện dễ thương nữa, sao chịu nổi. Cổ thương thôi. Thật ra cô Ma Đăng Già mà cô thương Ngà Nan,
Thì mình nói ví dụ vậy. Cho nên rồi ở trong trong kinh Pháp Cú nói một câu nè: ví như con ong chỉ hút mật hoa mà không làm hại hoa, người tu sĩ đi vào xóm làng chỉ khất thực mà không hại người khác. Ví dụ vậy nè, mình đi vào trong xóm làng mình khất thực, người ta vì cái tính tâm người ta dâng cúng cho mình. Mà nếu như mình cái oai nghi mình không có, mình ăn nói sổ sàng, thì mình là làm tổn thương cái tấm lòng của tín đồ. Ví dụ thôi, người ta cho xong nói trời cô dễ thương quá, nhã đâu vậy cưng. Trời ơi cái cô này thì cái làm cho cái người Phật tử đó người ta hết hồn. Ta hồi nãy người ta thấy cái hình bóng của người tu đẹp quá, đi khất thực dễ thương quá, đẹp quá, thì người ta đem ra người ta cúng dường. Ai ngờ đâu gặp ông thầy ông nói chuyện kỳ quá. Thí dụ vậy đó, thì mình chỉ đi vào xóm làng khất thực mà không hại tính tâm của người ta. Hoặc là người ta vừa cúng xong cái này, sao tôi nghe ở nhà nấu thơm quá mà món này không có mùi đó. Ví dụ vậy đó. Ví dụ như giờ người ta nghe thấy mình tới, người ta đem miếng xôi ra người ta cúng, mà mình ngửi người ta đang chiên chả giò. Cái mình nói ủa sao cái này xôi không phải chả giò, tôi nghe mùi chả giò mà tôi đến. Thì làm cho Phật tử kia ta nói trời ơi thầy ngộ vậy, ta cúng dường xôi mà đòi chả giò. Đó, cái đó cũng làm tổn thương người ta. Cho nên kinh Pháp Cú mới có câu như vậy đó: như con ong chỉ hút mật hoa mà không làm hại hoa, người tu chỉ xin thức đi vào xóm làng chỉ vì xin thức ăn, nhưng không là tác động làm cái tính tâm cái của người ta bị mất. Trên cái oai nghi của người tu nó quan trọng. Ví dụ như quý vị thấy cái một chú tiểu nhỏ đó, một cái người đệ tử mà học oai nghi đó, khi mà thầy của mình mà nói chuyện với mình là mình chấp tay, biết chi không? Để biểu lộ là con đang lắng nghe. Thường thường mà các vị nhỏ mà lên, thí dụ như đang ngồi vậy đó, cái thầy mới có cái điều gì thầy nói như là một sự nhắc nhở dạy dỗ, thì người đệ tử chấp tay. Và khi mà thầy nói xong rồi đó, thì người đệ tử chấp tay xá: con xin cảm ơn thầy. Tức là mình tiếp nhận cái lời đó. Thì mình chỉ cần thấy một cái chú tiểu đó mà làm cái tác phong như vậy thôi, thì tự nhiên mình biết chú tiểu này có học luật. Hay là thí dụ như giờ mình cầm gì lên, cái mình đưa cho cái vị đó, lúc nào cũng đưa hai tay. Đi vào xóm làng tưởng như đi vào rừng giao, tại vì mình sợ đó. Cho nên cái câu tiếp nè: thâu nhiếp giữ gìn các giác quan. Giác quan là gì? Là sáu cái giác quan của mình: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Năm cái giác quan của mình. Đó là chưa nói cái giác quan ý, là mình tác tâm với cái người đó. Tu tập chánh niệm, quán sát điều đáng làm hay không đáng làm. Đó, mình phải quán sát coi điều gì đáng làm hay không đáng làm. Ở bên Trung Quốc á, có một đoàn thể của chư tăng chuyên tu về cái hạnh đi khất thực. Một nhóm chư tăng này là mặc đồ coi như là hành khất trên đường thôi, không có trụ một chỗ nào hết. Và tới giờ trưa là các vị đi vào trong xóm làng, và mấy chục vị đó mà chia ra, cứ hai thầy đi nhóm, hai thầy nhóm, cầm mỗi thầy cây tích trượng. Rồi tới trước cửa nhà ai lắc cái cây lên: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà hễ không thấy người ta đáp là lui. Rồi hoặc là người ta ra. Có nhiều Pháp Hòa coi cái phim thấy có nhiều vị đến cái những cái xóm làng, mà đa số là đi những cái khu mà làng xóm nó xa thành phố, mà họ nghèo, họ sống trong những cái nhà tranh vách đất đồ, nghèo lắm, trong những cái xóm làng rất là nghèo. Mà các vị đến cái lắc cây tích trượng lên A Di Đà Phật ba câu. Thậm chí có nhiều người họ ra, họ không biết mấy ông này là ai luôn, tại vì ở trong cái vùng đó không chùa chiền, không có sinh hoạt gì, mà những người này đối với họ lạ quá. Họ đứng ngó ngó về cái, họ khoát tay là các thầy lui, họ không có nói gì trơn. Có nhiều khi trong nhà họ đâu có gì đâu, Pháp Hòa thấy họ cầm trong bịch ra, nào là mỗi nhà họ trồng á vài hột đậu phộng,
dài miếng bắp, họ trồng dưới quê, họ phơi, họ ăn thôi. Rồi quý thầy tới họ có gì họ đem ra họ cho. Nhiều khi thấy họ bóc ra trong bịch nấm đậu mà nó mix tùm lum để trong bát vậy. Có đôi khi để nó đưa chụp không được, nắm được nó rớt vải tùm lum lụm lên. Đại khái là như vậy. Cho nên ta nhìn các quan chánh niệm, điều gì quan sát, điều gì mình đáng làm hay không đáng làm, không khởi buông lung. Buông lung tức là mình phóng túng đó. Nếu người làm phước, về cái câu này, nếu người làm phước cũng nhân nơi ta, hoặc người tạo tội cũng nhân nơi ta. Nghĩa là gì? Tức là người ta nhìn mình, hay là người ta nhìn cái cách tu tập của mình mà người ta phát tâm ủng hộ, cúng dường, tu tập theo, vậy thì cái người đó tạo phước cũng nương ở nơi mình. Mà nếu mà cái người đó ta nhìn mình, ta chửi bới, người ta phỉ báng, người ta đàm tiếu, cái lỗi cũng do mình. Cho nên người làm phước cũng ở nơi mình, mà người ta tạo lỗi cũng ở do mình. Thế nên lúc ta được nhiều sự cúng dường không nên mừng, lúc bị suy sụp khốn khổ không nên giận buồn. Tại vì sao? Tại vì cái đó nó chẳng qua là những cái biến đổi, và tùy theo cái phước nghiệp của mỗi người. Ví dụ bây giờ mình gặp một cái điều bất như ý, thì mình biết đó là cái phước mình không đủ thôi. Con người mình nó có nhiều, nó được cái phước này nó mất cái phước khác, nó bị cái phước này mà được cái phước này nhưng bù lại bị cái nghiệp khác. Ví dụ có nhiều người nhà rất là giàu nhưng mà không có cái phước con cái. Con cái phá sản, phá của, không nghe lời. Nhưng mà ngược lại có những gia đình không có phước của cải nhưng mà được phước con cái. Có nhiều người họ được cái phước là con cái thương, nhưng mà họ không có được cái phước là dâu rể quý trọng, thương mến, không có. Thí dụ vậy. Hoặc là có nhiều người họ được cái phước là dâu rể lại thương mà con cái ruột nó không thương. Thời mỗi người mỗi phước, mỗi nghiệp. Ngay cả người tu, có nhiều thầy được cái phước á, chùa chiền đàng hoàng. Có nhiều thầy làm hoài làm không được. Có nhiều thầy có cái phước đối với chúng sanh, có nhiều thầy không có cái phước với chúng sanh. Cho nên các vị nên biết là bây giờ mình chỉ tập nè. Thí dụ bây giờ mình nói là mình thấy rằng mình muốn á, mình đời nào mình sinh ra đó, mình được cái duyên lành với chúng sanh, mình đi đâu mình cũng gặp được những chúng sanh họ tốt với mình. Cái đó là cái tâm của mình, phải thương chúng sanh, phải giao cảm với chúng sanh thì mình mới được cái duyên đó. Còn nếu mà ví dụ bây giờ người nào riết là mình sống không người nào mình ưa hết trơn á, thì có nghĩa là mình reject, mình không có tiếp nối được với chúng sanh, thì làm sao mà chúng sanh ta đến với mình được. Thế nên lúc ta được nhiều sự cúng dường không nên mừng, lúc bị suy sụp không khốn khổ, khốn khổ không nên giận hờn. Được đồ cúng dường rất ít, phải khởi niệm rằng ta nay tính tâm trì giới bố thí, nghe nhiều trí tuệ, mạng sống đúng như pháp còn khuyết điểm, cho nên đồ cúng dường rất ít. Như thế này nghĩa là nếu như mình gặp cái cảnh mà người ta ít cúng dường cho mình đó, thì thay vì mình giận thì mình phải khởi tâm nghĩ rằng trời ơi, dù cho mình có trì giới bố thí đi nữa, nó còn khuyết điểm. Cho nên chính còn khuyết điểm cho nên mình mới chưa đủ cái phước nó tụ. Nghĩ vậy để chi? Để tu giỏi hơn. Vì vậy ta nay không được sanh niệm buồn rầu, ta vì hai việc thọ đồ dân cúng của người khác, vì thêm phước cho người, vì thêm nghiệp lành cho mình. Nếu mình nhận cái của cúng dường của ai á, mình suy nghĩ hai việc. Một là thọ, mình thọ, một là vì cái gì? Vì giúp cho người đó có được cái phước. Hai là mình tăng trưởng cái nghiệp lành cho mình. Ví dụ ha, ví dụ như bây giờ mà người ta cúng cho mình một cái áo, thì mình nhận cái áo đó đó để giúp cho người đó được cái phước, ta được cúng dường.
Rồi khi mình nhận cái áo đó rồi á, mình phải biết là bây giờ đây nè, mình lãnh thêm món rồi đó. Thì mình phải tu tập. Để làm gì? Để mà mình tăng được cái phước cho cái nghiệp lành cho mình. Bây giờ mình nói đơn giản ha. Giờ con mình đi, nó mua cho mình cái bánh hay là mua cho mình món hàng gì đó, mặc dù mình không có cần, mình có rồi, nhưng mà thôi mình nhận để chi? Con mình nó vui. Và đồng thời khi mình nhận vậy nè, mà mình có cơ hội đó, mình thí dụ nó cho mình những món đó, mình có cơ hội mình làm ra được cái này để cho con cái, cho người khác nữa. Ví dụ bây giờ nó cho mình 100 đồng, mình nhận cái tiền đó là con mình nó vui, mà mình lấy 100 đồng này nè, mình đem đi in kinh, mình bố thí cho người nghèo, hay là thậm chí á, mình đãi đại chúng bữa ăn, mình lấy cái tiền của nó vui rồi, mà mình còn tạo được cái vị nghiệp lành cho con và cái tâm lành cho mình nữa. Cho nên á, mình nhớ khi mình nhận cái gì của ai thì có hai việc: một là vì cho người ta phước, hai là mình thêm cái nghiệp lành cho mình. Thế nên nếu được ít vật hay là vật xấu không nên áo não, đến lâu và chậm trễ rồi mới được, hay là khinh rẻ mắng nhiếc rồi mới được, cũng không nên buồn. Có nhiều khi trước khi cho người ta xài xẻ một chút, ta làm trận người ta mới cho, cũng không nên buồn. Lúc bấy giờ phải tự trách thân ta, chính do tội đời trước của ta, chẳng phải lỗi của chúng sanh. Cái này là mình luôn luôn là mình thấy lỗi mình mà không thấy lỗi người đó. Thôi bây giờ có gì nó không phải lỗi ai, lỗi của tôi, đời trước tôi thiếu tu. Cho nên chính do tội đời trước của ta, chẳng phải lỗi chúng sanh, vì thế ta nay không nên buồn. Ngài Ấn Quang cũng dạy mình vậy đó. Phải thấy mọi người là Bồ Tát, còn ta là phàm phu. Nếu thọ giới rồi vì người khác tạo tội, cũng nên nói rằng việc làm như thế này thật chẳng phải là đạo. Vì sao? Trong 12 bộ kinh không có nói làm các điều ác được đạo Bồ Đề. Trong kinh không có ai nói là làm ác mà được đạo Bồ Đề cả. Vì thế ta nay được quả báo hỗn tạp, nếu có thể quán sát kỹ càng như thế, nên biết người ấy được đủ trì giới ba la mật. Để chỗ này là chỗ muốn nhắc nhở chúng ta học cái cách nhìn. Hồi trưa này người Tây, hôm nay là người Tây Phương họ tu, thì ở trong cái nhóm Tây Phương á, có một câu hỏi cho Pháp Hòa. Họ mới hỏi vậy chứ, cái câu hỏi là: tôi đang bị lay off, tôi rất là buồn. Mà tôi rất là nhớ cái việc làm của tôi. Bây giờ thầy có thể có cái lời khuyên gì cho tôi không? Thì Pháp Hòa mới nói: lâu lâu mình cũng có day off. Cho nên bây giờ là mình full time day off, mà được gọi là lay off. Thậm chí đi làm cũng lâu lâu được một day off. Thành thử mà hơn nữa đó, nếu như mình nhìn á, việc làm mà đi kiếm tiền á, đó là một job. Nhưng có những job khác chúng ta làm trong đời sống hàng ngày cũng là job. Thí dụ nấu ăn cho người thương cũng là một job. Mình sống hết lòng với ai cũng là một cái job. Cho nên tại vì quý vị chỉ nhìn thấy có một job thôi, cho nên khổ. Chứ còn nếu mình nhìn sâu, mình thấy trời ơi, ngày nào mà mình quá trời job để làm. Thì bây giờ có những cái job kiếm tiền, nhưng mà có những cái job mình làm để kiếm phước. Ví dụ đại chúng nè, Phật tử là lời dữ lắm á. Thứ hai tới thứ sáu là đi làm kiếm tiền, thứ bảy chủ nhật về chùa làm kiếm phước. Thà nói mình đâu có mất job đâu. Và thí dụ như bây giờ, thí dụ như trong lúc mình làm, nhiều khi mình còn rên nó: trời ơi trời, làm hoài không có được ngày nghỉ. Giờ nó cho nghỉ full time. Và mình nghĩ positive hơn á, ở cái xứ này không bao giờ chết đói nếu mình không có việc làm. Thậm chí mình không nghèo, không giàu, không dư, nhưng mà chắc chắn chính phủ sẽ giúp cho mình đủ ăn, đủ sống, chứ không thể nào mà chết đói do không có job hết.
Và người nào thật sự ra mình đi làm cũng có dành dụm, cũng có dành dụm. Và khi mình thất nghiệp là mình biết là mình ăn cái tiền thất nghiệp rồi, mình còn được cái phần còn dư của mình. Cái quan trọng là mình biết gói ghém mình sống. Thì Pháp Hòa mới nói với các vị, cuộc sống của chúng ta đó, có những lúc chúng ta bị lay off, nhưng mà hoặc là chúng ta bị nhiều cái thứ khác trong cuộc đời nó off lắm, nhưng mà phải đưa cái tâm mình tới cái chỗ positive để mình sống. Chứ còn không phải người nào mà lay off rồi cũng khổ hết rồi. Là mấy người mà làm counselor này họ lời dữ lắm. Việc làm bị stress quá, họ cũng cũng có việc để họ làm, mà không có việc làm cũng stress nó chết rồi. Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi chúng ta tự nói cho mình một cái ngày off. Vậy bây giờ tôi hỏi với đại chúng, tôi hỏi quý vị, nhiều khi mình phone vô trong hãng, I want to take a day off, nhưng mà thật sự mình có off không? Hay ở nhà hỏi làm gì, tôi take a day off, ở nhà tôi nấu ăn, có đâu off. Ở nhà tôi làm gì đó, thật sự cái không có sai, nhưng mà mình nói để mình biết rằng thật sự con người hàng ngày chúng ta sống, chúng ta ít khi nào sống đúng cái chữ mà chúng ta đang nói là off. Nghĩa là chúng ta hoàn toàn yên tĩnh, lắng xuống. Hay là nói ngưng, dừng, nghỉ, ít lắm. Ở nhà hỏi bữa nay làm gì, sướng quá, bữa nay được ngày nghỉ, nhưng mà bày việc ra làm. Thật ra mình đâu có thật sự mình nghỉ đâu. Thậm chí mình nói bữa nay tôi ở nhà tôi nghỉ ngơi bữa nha, mình chỉ nghỉ ngơi ở hãng thôi, nhưng mà hoàn toàn không có nghỉ ngơi. Rồi bây giờ mình hỏi các vị nào mà mang hai chữ về hưu nè, hưu chưa? Bây giờ còn cực hơn hồi đi làm nữa. Bởi vì giờ giữ đứa cháu một, đứa cháu hai, rồi giờ không lẽ giữ cho đứa con thứ nhất, không giữ đứa con thứ nhị. Cho nên nhiều khi nó thay phiên nhau nó sanh. Nó lên list rồi, nó đăng ký nó sanh rồi, thì bắt đầu mình phải lo thôi. Hồi chiều này họ có 4 câu hỏi, nhưng mà câu hỏi nào cũng hay. Ví dụ như họ hỏi một câu hỏi là trong 7 cái thất, trong thất Bồ Đề Phần á, 7 yếu tố giác ngộ đó, trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, niệm, định, xả, thì làm sao để mà mình có thể thực hiện xả trong cuộc sống của mình? Đó là câu hỏi của người Mỹ hôm nay. Thì họ nghĩ là mình làm sao mình thể hiện được cái ý nghĩa của, được cái sự thực tập của chữ xả. Xả là gì? Nghĩa là khi mà chúng ta biết cái điều đó nó không phù hợp là chúng ta buông liền. Ví dụ như bây giờ mình trồng một cái cây xuống đất, mình trồng cây xuống đất và mình nói ô, miếng đất này không thể trồng được, hoặc là cái cây này không thể trồng sát tường quá, cái rễ cây này là mai mốt nó lớn, nó bắn rễ vô là nứt vách, hư nền nhà, dời được không? Dời một cái, một chỉ cần một cái tay cầm là cái cây lên liền, tại vì mình mới trồng xuống. Nhưng nếu mình lấy cái cây đó mình trồng xong, mình để cho rễ nó ăn vô chừng 1-2 năm rồi, lúc đó đào lên cũng được, nhưng mà cực lắm. Thì xả cũng như thế, ngay lúc đầu là mình xả liền đi, thì khỏi phải đặt vấn đề. Tại vì mình có bao giờ mình giữ đâu mà mình đặt vấn đề là xả. Cho nên ngay lúc đầu mình đã thấy cái này là phiền não, cái này là negative, là tích tiêu cực, là mình buông liền, thì khỏi cần phải đặt vấn đề xả. Cho nên đó, trong xả nó có khinh an, tại vì chưa bao giờ mình nặng nề. Chưa bao giờ mình nặng nề thì cái vấn đề khinh an khỏi nữa, tại vì lúc nào mình cũng đang ở trong trạng thái của khinh an. Và khi mình khinh an rồi đó thì mình có niềm vui không? Có hỷ không? Có. Mà vì vào khi mình hỷ như vậy đó là mình luôn luôn mình sống trong tĩnh lặng không? Có. Cho nên trong thất Bồ Đề Phần nó có cái hay là một cái bồ đề phần thôi mà nó có 6 cái Bồ Đề Phần khác. 7 Bồ Đề Phần là trạch pháp. Trạch pháp là tìm kiếm, tìm những cái pháp gì để phù hợp cho mình. Trạch pháp tinh tấn, niệm, hỷ, khinh an,
định, xả. Hay là bát chánh đạo cũng thế, hay là luật ba la mật cũng thế. Và nếu mà chúng ta học được một cái giáo lý gọi là giáo lý tương tức, trong cái này nó có cái kia, thì mình sẽ áp dụng được cái giáo lý tương tức này trong tất cả mọi cái thứ khác. Ví dụ nè ha, ba vui là cả nhà vui, mẹ giận là cả nhà buồn. Tại vì mẹ giận là mẹ không nấu ăn hoặc là mẹ nấu xong mẹ đi vô phòng mẹ nằm cha con ăn gì ăn, thành thử ra nó ảnh hưởng. Một người buồn thì thường thường ta nói một con ngựa đau là cả tàu nhậu chết bỏ là gì một con ngựa đau là cả tàu không ăn cỏ. Thành thử ra cái mà chúng ta thấy được á, là một người nó có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Một người có thể ảnh hưởng đến nhiều người. Cho nên vì mình thấy được như vậy đó, cho nên thí dụ bây giờ quý vị nhìn chú Trung Thiện hay là chú Trung Chánh, quý vị cũng thấy được pháp hòa trong đó. Ít nhiều gì các thầy này cũng phải ảnh hưởng của thầy mình. Thành thử ra mình nhìn cái đứa nhỏ kia mình thấy ba nó, tại vì nó giống nhau quá đi thấy nó là không có lạc địa chỉ đâu được cho nên trong cái người đó có tất cả. Cho nên mình có cái bài kệ lặt rau đó: tôi gửi tôi nơi đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Bây giờ nè, tôi gửi tôi cho đất, trong mình có đất không? À, có chứ. Đất gửi đất cho tôi có không? Chỉ cần lấy miếng nước kỳ thôi. Mà ở Việt Nam mà con nít mà nó ở dơ quá đó, hòm đất mà dính cổ dính người, chỉ cần lấy cái miếng giải dụng á, thấm miếng dầu lửa thôi, chà là ra cả cục cả cục. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi. Đất gửi đất cho tôi là gì? Mình ăn rau, rau mọc từ đâu? Rau mọc từ đất. Mình ăn rau, ăn thịt, con vật nó cũng ăn từ những cái vật chất đó đi vô trong người nó. Rồi mình ăn nó thì cũng như mình ăn đất. Đất gửi đất cho tôi. Rồi xin lỗi, tất cả những cái mình đưa vô trong cơ thể mình rồi, nó có thành đất không? Nó thành phân, nuôi dưỡng. Thành thử ra đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho đất. Vì cũng như thế, tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Dễ nhớ không? Bài kệ lặt rau đó. Tôi gửi tôi cho đất, đất gửi đất cho tôi gửi tôi cho Phật, Phật gửi Phật cho tôi. Rồi bây giờ mình, cái bài kệ đó là bài kệ mình chăm sóc cây cỏ. Còn nếu mà mình ngồi mình lặt rau nữa thì là mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Tất cả trên đời này không có một pháp nào mà nó có thể có mặt một mình nó được. Ví dụ như bây giờ mình muốn tụng kinh, hướng dẫn đại chúng đông, tay cầm microphone mà giỏi lắm là chai chuông thôi, chứ làm sao mà kẹp cái microphone ở đâu mà chuông với mỏ. Cho nên cái người làm lễ có người phụ mình thỉnh mỏ, có người phụ mình thỉnh chuông, rồi mình cầm máy mình tụng, rồi có đại chúng ở dưới người ta hòa theo, tự nhiên buổi lễ nó hay. Một mình đâu có làm được, tất cả các pháp đều phải nương nhau mà có được. Hồi nãy cô Dư Đại cô cầm máy lên mà cô đưa sợi dây không, phải còn định gắn lỗ mũi không? Bây giờ nếu mà không có cái cục này thì không thể nào nó làm gì được hết. Cho nên cái cục này là một pháp, và cái dây này là một pháp. Hai cái pháp này nó phải nương với nhau để nó có thể phát ra được cái âm thanh trong sáng ở trong cái bộ băng mình thâu được. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi. Nhìn rổ rau tôi thấy cả mặt trời, cả mặt trăng, cả mây, cả nước, cả đất, đủ thứ yếu tố trong cái cọng rau này. Mặt trời xanh rờn, một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Thiện nam tử, nếu có người thu nhiếp
giữ gìn các căn. Bốn oai nghi, đại chúng biết bốn oai nghi không? Đi, đứng, ngồi, nằm. Cái đó gọi là tứ oai nghi. Mà thường người ta hay giải thích, nói gọn gọn cho mình đó. Nếu mình hành đó, đi đó, đi như gì? Hành như phụng, tọa như chung. Ngồi là phải ngồi như cái chuông vậy đó, phải không? Rồi gì nữa? Trụ như tùng, ngọa như cung. Hành trụ tọa ngọa. Đi á, là mình phải đi như con phụng. Tại con phụng nó đi từng bước, gọi là hành như phụng. Rồi đứng, đứng cho vững như cây tùng, gọi là trụ như tùng. Còn ngồi á, là ngồi vững như cái chuông, cho nên gọi là tọa như chung. Còn nằm á, thì nằm hướng, nằm cái thế nằm của mình là nghiêng về tay phải mà hơi co người, gọi là gì? Ngọa như cung. Và trong các cái thế nằm á, nằm ngửa cũng xấu, nằm sấp cũng xấu, nằm nghiêng là không có xấu. Mà nằm nghiêng về phía tay phải để nó không ép tim. Vì vậy cho nên cái thế nằm phía tay phải gọi là kiết tường ngọa. Hay là dáng nằm của con sư tử. Con sư tử nó nằm vậy, nó nằm về tay phải, và sư tử ngọa. Thu nhiếp các căn bốn oai nghi, không tạo tất cả điều ác, chịu được mọi cảnh khổ. Bây giờ mình có cơ hội nào mình đọc lại các sử của các tổ tu, không có tổ nào tu mà sướng đó. Tại sao? Tại vì xưa nay là sướng khó tu. Sướng quá là khó tu. Con người nó sống ở trong cái khổ cực, tu nó mới vững, nó mới chắc. Mà nói như vậy không có nghĩa là mình đang sướng vậy cái dục hết đi, giờ đi khổ, không phải vậy. Nghĩa là trong cái cảnh sướng của mình á, mình chỉ vừa chừng thôi. Và nếu mà gọi là những cái cực mà chúng ta đang bị gian chịu cái cực bây giờ, cái cực này không có lạ gì chứ. Bây giờ mình nói là có ai sướng như Thái tử không? Vậy mà Thái tử bỏ hết, thì Thái tử đi chấp nhận làm một cái người ăn xin, từ một ông hoàng xuống làm người ăn xin. Vậy thì mình bây giờ chỉ là phó thường dân mà làm ăn xin là chuyện bình thường. Có gì đâu mà phải la làng hô hào, không có gì hết. Không tạo tất cả điều ác, chịu được mọi cảnh khổ, không sống theo lối tà ngụy. Chữ tà là lệch, chữ ngụy là dối. Nên biết người ấy được viên mãn trì giới ba la mật, nếu đối với giới nặng hay nhẹ thải điều khiếp sợ. Nghĩa là đối với cái giới trọng hay là giới nhẹ cũng phải sợ hết. Tại vì nặng mà phạm thì đã nặng rồi, còn cái giới nhẹ mà khinh thường mà cứ phạm hoài thì lâu ngày nó thành cái giới nặng, giới nặng. Tại vì mới đầu là nó là giới nhẹ, nhưng mà lâu ngày rồi thành nặng. Tại vì sao? Tại vì mình không có bảo hộ được nó. Cũng giống như cái người mà mới hút thuốc vậy đó. Mới tập hút rồi sặc sụa, thôi bỏ liền đi, không, ráng kéo. Kéo riết nó thành nghiện mới khổ. Là mới người, cái người mà mới bắt đầu vô casino chơi đánh bài đó, thua một hai lần là ta sợ, ta nghỉ luôn, phải không? Bắt đầu cứ đi gỡ, không bao giờ gỡ được. Tại vì vô đó là chỉ có tróc, trầy rồi lỡ lói thêm thôi, chứ không thể nào mà nó gỡ được hết. Mà nếu mà có gỡ thì gỡ ghẻ thôi, chứ không có gỡ, không gỡ gì được hết. Thành thử ra mình do không thấy được cái đó. Cho nên nó trong luật, trong giới luật cũng vậy, nó phân chia hai phần: giới nặng là hãy phạm là tội, còn giới nhẹ là có thể sám hối. Vì sao gọi là giới nhẹ? Do anh sơ ý mà anh làm. Cho nên Bồ Tát giới á, giới nhẹ được gọi là giới gì? Giới thất ý. Thất ý là gì? Nghĩa là anh sơ ý, anh không có để ý, anh không có để tâm, anh bị sơ ý mà anh làm. Cho nên cái giới đó gọi là giới thất ý. Chữ thất này không có là số 7, mà là mình mất đi cái ý tứ, cho nên nó làm ra cái điều đó.
Mặc dù lúc gặp cảnh ác không phạm giới nhỏ, không để phiền não làm nhơ tâm mình. Không để phiền não làm nhơ tâm mình. Tu tập nhẫn nhục. Nên biết người ấy được hoàn toàn trì giới ba la mật. Tức là nếu mình được như vậy gọi là người đó trì giới ba la mật. Nếu lìa bản ác khiến chúng sanh xa lìa tà kiến, cái này là cái quả. Cái nhân là mình xa được bạn xấu, thì cái quả của mình là mình lìa được cái tà kiến. Tà kiến là gì? Là những cái nhìn nó sai với cái lẽ thật. Có những cái hiểu rất là lệch lạc với cái lẽ thật. Biết ân báo ân, nên biết người ấy được đầy đủ trì giới ba la mật. Người sống ở đời biết ân là một chuyện, nhưng mà báo ân nữa nó mới trọn. Nên biết người ấy hoặc vì việc lành không tiếc thân mạng, gác lại những việc của mình để kinh doanh thành tựu sự nghiệp của đời của người. Con người mình đó là mình có những cái đầu tư, nhưng mà có một cái đầu tư lớn, đó là đầu tư về sự nghiệp thành tựu trí tuệ của mình. Cho nên đó, người ta thường nói không? Lấy từ bi làm lẽ sống, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Sự nghiệp của chúng ta là trí tuệ, cho nên không thể dừng sự học hỏi. Hôm thứ năm, tối thứ năm, Pháp Hòa đi xuống phòng mấy chú, ngồi chơi thăm mấy chú. Thì sẵn Pháp Hòa nhắc, thì Pháp Hòa cũng nói với mấy chú vậy đó, là mấy con không nên phung phí thời gian. Cái gì mà nó phí, tiếng Mỹ gọi là waste, mà nó cũng có nghĩa là rác. Thành thử ra hãy cái gì mình phí là thành rác à. Chứ mình không có nên phí cái thời gian, mình không nên phí tuổi trẻ. Thiệt sự bây giờ nhiều lúc mình không phải là mình ham sống, mình không phải là mình ham trẻ, nhưng mà mình thấy mình còn rất nhiều việc mình muốn làm, mà mình có thể làm, nhưng mà lực bất tùng tâm. Tại vì mỗi ngày mình đi tới cái già, cái mệt mỏi, chứ không phải mình không thể trở lại. Cho bây giờ mình thấy người trẻ mà họ có năng lực, mình mừng. Nhưng mà những người đó mình phải nhắc. Cho nên Pháp Hòa giống như bây giờ, giống như một con chim mà đầu đàn á, nó bay, nó mỏi cánh á. Quý vị có biết cách chim nó bay không? Thường thường con chim nó bay á, ở phía đầu vậy nè. Thì á, tại sao con chim nó không có bay thẳng mà nó bay lài ra? Tại vì con chim một á, cái cánh nó xòe ra đó, nó cản gió cho con chim thứ hai. Rồi con chim thứ hai nó xòe ra, nó cản gió cho con chim thứ ba. Đó là cái lý do tại sao chim mà nó bay nó cứ lài ra là gì? Nó cản gió cho nhau. Còn mình bây giờ á, mình thấy nó sắp chết, mình nép qua bên cho nó chết cho rồi thì sống chật đâu. Chim mà nó còn sống như vậy đó. Chim là nó sống, nó xòe cái cánh nó ra, nó che cho có gió phía sau. Và cái con đầu đàn á, khi mà nó mệt á, nó ra làm sao? Nó là cái con cuối cùng. Rồi cái con đầu á, cái con thứ hai á, nó tấn lên, nó làm cái con đầu đàn. Và cái con chim mà đầu đàn hồi nãy nó lui ra làm sao á, nó bay theo. Nhưng mà nó không có dừng cái sự kêu. Tại sao nó phải kêu? Khuyến khích. Cái tiếng kêu của con chim đầu đàn hồi nãy bây giờ nó trở thành người cuối, là nó khuyến khích cho người sau phải làm. Chim mà nó sống vậy đó. Thành thử ra thí dụ như mình cũng vậy. Mấy chú bây giờ làm Pháp Hòa làm sao? Mình kêu cái tiếng khuyến khích, con nên làm điều đó, con làm được lắm, con làm cái điều đó. Tại vì bây giờ mình ôm hoài rồi rủi mình chết bất tử rồi là sao? Thật sự ra cuộc sống này quý vị cũng biết là, ở đây có ai biết bác Sáu Mê Công không? Bà Sáu Mê Công mất rồi đó. Nếu mà vị nào biết bà Sáu, bà đó là một trong những đệ tử còn lại của Hòa Thượng Thiện Hoa.
Tức là nếu mà nói đúng ra là bà với Hòa Thượng Thanh Từ là cùng thầy đó. Bà pháp danh là Như Phước Thiện, mà cái chữ Như Phước Thiện mà chứ chữ Như Phước đó hiếm còn người có. Ở nhà chỉ té nhẹ thôi, té nhẹ thôi, vậy mà đem vô trong bệnh viện phát hiện là bà bị gãy cái xương mông, đem đi mổ. 94 tuổi rồi. Mổ tối thứ hai, tối chủ nhật xong ca mổ khỏe, trưa thứ hai sốt đi luôn. Chị tức khắc, chị trong nhà không có ai ngờ là bà mất. Thà nữ cho nhiều lúc á. Rồi quý vị nhớ chú Thọ ở Saskatoon đó. Chỉ một buổi sáng đi lấy hàng với vợ thôi, một tai nạn xe cộ là chú mất. Mà khi chú mất là cô không biết một cái gì trong nhà, trong tiệm hết. Không biết pha xót làm sao, không biết tủ chìa khóa để làm sao, không biết cái tại tất cả ông làm. Cho nên nhiều lúc Pháp Hòa, nhiều khi khuya đó, Pháp Hòa ở trong phòng Pháp Hòa hay suy nghĩ vậy đó. Nếu mà thí dụ tất cả những sự việc mà mình đang làm đây mà nữa mà mình chết bất tử về là làm sao ở trong nhà, mấy chú mấy thầy biết cái chuyện gì mà làm. Khuya là Pháp Hòa hay suy nghĩ. Nhiều khi mình làm việc nhiều rồi mình có những cái suy nghĩ là bây giờ tất cả những công việc mình đang làm đây. Cho nên một con, quý vị nhìn cái con chim nó bay, bay nó bay là vậy nè. Con 1, con 2, con 3, con 4, mà con nào nó xòe cánh ra để nó che chở gió. Bởi vì gió mà nó ngược lại nó bay mỏi cánh lắm. Cho nên nó phải, cái con đầu đàn nó phải chịu hứng. Nó phải chịu hứng cái gió đầu tiên nhất, nó bay ngồi nó mệt thì nó lui ra phía sau mà nó không nghĩ. Nó ray phía sau mà nó không nghĩ, nó ở phía sau nó hót lên để nó làm cho cái người trẻ phải tiếp tục. Hay như vậy. Cho nên kinh doanh, thành tựu sự nghiệp, gác lại những việc của mình, tức là những cái chuyện cá nhân của mình gác lại để làm gì? Để mình kinh doanh thành tựu sự nghiệp của người. Kinh doanh thành tựu sự nghiệp của mình là gì? Đó là sự nghiệp trí tuệ giác ngộ. Gặp người mắng nhiếc không sanh ác tâm. Tại sao ta mắng mình? Người ta đâu phải khùng điên gì. Ác là người ta phải có vấn đề. Có thể mình không thấy, không biết. Mà thí dụ bây giờ người ta có ác tâm với mình mà mình ác tâm lại đó, nghĩa là mình kết oán. Nên biết người ấy thành tựu viên mãn trì giới ba la mật. Thưa đại chúng, là mình đang học một cái phẩm, một cái đoạn kinh gọi là gì? Hiện lên cái tướng của người trì giới. Thế bây giờ hiện cái tướng là cái tướng hiện trì giới là sao? Người ta ác tâm với mình mà mình không ác tâm lại. Tại vì người ta ác tâm là người ta kết cái oán với mình. Nhưng mà mình oán lại nghĩa là mình đưa cái móc, mình với họ đồng ý móc với nhau và xiết với nhau. Thí dụ giờ họ mắng mình câu, thí dụ bà là quỷ, mình nói mày là yêu. Thì bên này nó xiết một cái thì mình bên này xiết lại. Thì nó như vậy thôi. Thành thử ra cái người kia mà họ đưa vô cái khóa mà mình không xiết lại thì nó mới hết. Cho nên tại sao mà người ta chửi Phật? Thật sự thưa đại chúng, cái này á, mình nghe xong mình nói trời ơi khó làm lắm, không phải dễ đâu. Thì thật sự ra nếu mà dễ thì cái chữ tu nó đâu còn là cái nghĩa gì đối với mình nữa. Mà Pháp Hòa nhớ Hòa Thượng Tuyên Hóa nói vậy á, cái gì khó thì không gọi là dễ, cái gì dễ đâu gọi là khó. Phải không? Thế nhưng mà Ngài nói vậy nè, khó thì không phải dễ, mà đã dễ thì không phải khó. Nhưng mà nếu khó thì không có phải là không làm được, chỉ cần có sự cố gắng. Cho nên Pháp Hòa thưa đại chúng là Pháp Hòa hay nói, nếu nói giỏi, Pháp Hòa không giỏi. Nhưng mà Pháp Hòa được cái gì biết không? Đời mình là một chữ ráng rất là bự. Cái gì cũng ráng hết á. Thật sự nếu mà mình nói ở chỗ của, bây giờ mình nghĩ ra, bây giờ quý vị lúc qua đây nè, mình biết tiếng Anh không? Trời ơi, nói bà xí bà tú gì mà cũng làm nên sự nghiệp thế không? Tại vì sao? Là mình ráng. Pháp Hòa đi qua các nơi, mình được tiếp xúc với những người Việt Nam Phật tử của mình đó,
Mình thấy trời có nhiều người bây giờ thành tựu lớn lắm, nhưng mà từ đâu? Hỏi ra ngồi nói chuyện từ những cái chỗ họ cố gắng hết đó. Từ những cái chỗ nỗ lực hết đó. Cho nên Phật giáo mà sao Đức Phật xài cái chữ gọi là gì? Tinh tấn dũng mãnh là đúng. Mình nói theo người đời bây giờ là gì? Là cố gắng, là kiên cường, là phấn đấu, là ý chí gì đó. Đức Phật xài chữ là tinh tấn dũng mãnh. Mình dũng mà phải mạnh mình mới lướt được. Ví dụ như nhìn cái tướng người đó bự lắm, trời ơi bệnh hoài thì cái đó dũng mà không mạnh. Nếu thấy Đức Như Lai có chỗ Ngài khai cho, nhưng cũng y như xưa thọ trì. Cái chỗ này phải giải thích chữ khai nè. Chỗ này nếu mà một cái bản dịch khác người ta thêm một chữ thì làm cho cái nghĩa nó rõ hơn, là có chỗ Phật khai duyên cho mình. À, thì mình mới hiểu cái rõ nghĩa. Bởi vì chữ khai là gì? Ở trong bốn cách trì giới, đại chúng nhớ không? Bốn cách trì giới là gì? Khai, giá, trì, phạm. Khai là mở ra, giá là ngăn lại, trì là phải giữ, còn không là sẽ phạm. Cho là khai. Ví dụ như bây giờ nói, thí dụ như theo tinh thần Bồ Tát giới đi ha, theo tinh thần Bồ Tát giới là không ăn hành tỏi. Đó là theo tinh thần Bồ Tát giới nha. Bây giờ mình bệnh của mình đó, đau nhức quá, cần phải uống thuốc tỏi. Và củ hành trắng đó, nó có công năng trị bệnh hay lắm, thì khai cho dùng. Nhưng mà khi mà hết bệnh rồi đó, giá nghĩa là ngăn lại. Cho nên ở trong này mới nói có chỗ Phật khai, nhưng cũng y như xưa thọ trì. Phật nói một câu nè, trước khi Phật mất nè: cái điều gì tôi không nói chưa thành giới luật, nhưng sau này điều đó luật pháp đang hiện hành áp dụng, quý vị phải nên áp dụng. Ví dụ như là Phật không có một cái giới nào trong đó nói là không được nói phone trong khi lái xe. Vì thời Phật đâu có cái vụ này. Nhưng mà bây giờ cái chuyện mà xài phone ở trong xe nó thành ra một cái luật, và nó rất là phù hợp với cái xã hội hiện đại, và nó rất là đúng. Là vì chúng ta lái xe mà chúng ta xài phone, chúng ta bấm GPS vân vân là sẽ gây tai nạn. Cái điều này nó hợp luật không? Hợp pháp không? Hợp pháp. Nhưng mà nó không có nằm trong giới luật. Nhưng mình cần theo không? Cần theo. Và thậm chí bây giờ có những cái luật nó không có phù hợp gì nữa hết trơn á, nhưng mà không có bỏ. Lúc thọ giới là thọ y hệt vậy đó. Trời ơi, bây giờ đi thọ giới mà cầm cái đải lọc nước theo. Nhưng mà lúc thọ giới là phải cầm cái đải lên. Cái ông thầy, cái vị thầy mà yết ma cầm cái đải lọc nước: đây là cái đải lọc nước, dụng cụ để thể hiện lòng từ. Đức Như Lai chí chơn chí đẳng chánh giác truyền cho quý vị, cầm cái đải lên thọ. Rồi đọc cái bài thiện tai lự lự thủy nan, hộ sanh hành từ cụ, phương hợp Bồ Tát đạo quảng độ chứ chúng sanh. Nghĩa là lành thai đãi lọc nước, dụng cụ thể hiện lòng từ. Họ rất là hợp với cái đạo của Bồ Tát. Bây giờ con xin nhận. Có xài không? Không có xài. Nhưng mà trong cái lễ nghi vẫn phải thọ. Tại vì bây giờ đi đâu cũng có nước chai, nước lọc. Phải không? Rồi ở đâu cũng có nước lọc, nước filter hết. Đâu cần mình đãi lọc nước nữa. Nhưng người tu vẫn có đãi lọc nước. Hồi xưa Phật nói là mỗi người ba y. Mà giờ hình như mình không có ba y. Mình thêm số không vô. Vậy mà còn chưa đủ nữa nha. Mà hễ mà đi đâu mà thấy giải nào đẹp đẹp, ê cái này được ạ.
Cho nên chỉ có chỗ Ngài khai duyên nhưng y như cũ thọ trì, ủng hộ mạng sống chúng của chúng sanh, không tiếc tài sản, thân mạng nhẫn đến mạng chung cũng không phạm giới nhỏ. Mặc dù được của vật bảy báo quý nhất, tâm không sanh tham, không vì đền ơn mà đem pháp lành gieo cho người, vì thương xót nên trì cấm giới. Tức là mình người tu á, là cái tâm mình bình đẳng, tất cả đều là có ơn với mình hết, dù một việc rất nhỏ. Bây giờ thôi không có cần nói chi trăm ngàn người chi, quá nhiều ơn rồi. Nội mà bây giờ ngồi trong cái chánh điện đây nè, không có một vị nào mà Pháp Hòa chưa từng thọ ơn. Vì Pháp Hòa nghĩ vậy đó, cho nên mình thấy rằng ai mình cũng phải thương được hết, tại vì người nào cũng là người ơn của mình hết. Vì thương xót nên thọ trì cấm giới, thọ trì rồi khéo phát nguyện lớn, nguyện chúng sanh đều đặng tịnh giới, quyết định biết người ấy được thành tựu. Bây giờ á, thọ trì rồi thì khéo phát nguyện. Ví dụ ha, mình đi thọ giới, mới có thọ giới hả, mình chưa có nguyện tu. Bây giờ mình nói là con nay đã là một sa di, hay con nay là một Phật tử thọ năm giới. Có một cái cô đó, cô đạo chúa, thì cô mới gặp Pháp Hòa, cô mới nói thầy, từ khi mà con được tiếp xúc qua những cái bài giảng của Phật giáo, Phật Pháp á, và con thấy là những bài giảng đó giúp cho con nhiều lắm, con đã chuyển hóa lớn lắm. Con chưa phải là một tín đồ đạo Phật, nhưng mà thầy cho con một cái pháp danh được không, để con kỷ niệm, con giữ cái pháp danh đó. Nó đâu có xa đâu, tại vì cái tên nó như một pháp tu mà. Cái tên như một pháp tu thì giống như thay vì mà giờ mình nói vậy, cô ơi cô ráng tu nhẫn nhục nghe, nói vậy người ta nghe vậy thôi, nhưng mà chỉ cần mình nói với người ta cô pháp danh là Diệu Nhẫn thì từ đó về sau là cái người đó sẽ sống với cái Diệu Nhẫn đó. Vừa rồi đi Úc á, cách đây 3 năm trước có một cô, cổ ra đưa Pháp Hòa ra mà cổ khóc, thì Pháp Hòa biết được cái tâm trạng. Thì tới hồi Pháp Hòa đi vô gần trong rồi mà mình nhớ trực lại quay lại, dỗ dài, cô nhớ về sám hối nha. Vậy mà cổ nhớ cái lời Pháp Hòa nói, suốt 3 năm nay cổ sám hối. Giờ cô lên kỳ này qua cô gặp cô mới kể lại cái chuyện đó. Cho nên mình đâu có biết rằng á, nhiều khi một cái lời nói của mình nó có ảnh hưởng lớn, nhưng mà đôi khi mình không biết. Thế thì cái điều lành mình nói như vậy thì mình biết rằng mình rất là phải cẩn thận, tại vì có nhiều khi mình nói một câu mà người ta có thể người ta tác động khổ đau suốt đời cũng có. Cho nên tại sao trong Phật giáo á, luôn luôn nhắc mình nguyện, tại vì mình có cái nguyện đó nó mới có thể đi tới được. Thí dụ như tối nay, hồi nãy quý vị lên trưa trời em, cái đi về nhà nó thôi còn sớm để đi vài ngày nghỉ ngơi, hỏi tối có tới không, không biết ạ, thấy mặt không biết ạ. Nhưng mà nếu như á, mà nói vậy đó ha, về nhà cái mình leo rồi mình ngủ giấc tới 7 giờ rồi, trời nằm biến quá, giờ trời lạnh nữa, không nguyện mà. Nhưng mà khi mình phát nguyện tối nay tu lên để dự cái thời kinh hay là thời ngồi thiền hay là gì, chính yếu là dự một buổi pháp thoại, thì mình nguyện như vậy cái tự nhiên mình cố gắng. Cho nên trong này mới nói thọ giới nguyện chúng vì thương xót nên thọ trì cấm giới, thọ trì rồi khéo phát nguyện lớn, nguyện chúng sanh đều đặng tịnh giới. Cái câu nguyện của mình là gì? Nguyện cho chúng sanh đều được cái giới thanh tịnh. Người nguyện như vậy thì biết người ấy được thành tựu trì giới ba la mật. Tại vì sao? Tại vì mình không muốn ai sống bằng cái lỗi lầm. Ví dụ như là mình thấy con của mình nó dở, nhưng mà ngược lại mình thấy con người ta giỏi, thì mình đâu có gánh, mà mình nguyện sao? Nguyện cho con tôi cũng như tất cả những đứa con chưa giỏi, xin cho được giỏi.
Ngày hôm qua người Tây Phương họ ngồi thiền, thì buổi ngồi thiền nó được hướng dẫn bằng một cái tiếng Anh nó kêu là Meditation on Loving Kindness, tức là thiền quán, đề mục của thiền quán là tình thương. Và mỗi ngày cái điều mình phát nguyện đầu tiên là gì? Thí dụ mình phát nguyện đầu tiên là hôm nay nguyện cho con được bình an vững chãi, nguyện cho mọi người được bình an vững chãi. Còn nếu mình có một đối tượng mà cái đối tượng này không nhất thiết là phải người thương nha, có thể là một người mình rất ghét, nhưng mà mình nguyện cho họ tốt đi để mình đỡ bực. Thí dụ bây giờ cái người trong hãng mình nó chuyên môn nó làm mình bực, nguyện cho nó tốt. Mà hễ mà họ sống tốt được á là mình sẽ khỏe. Chứ mình nói là nguyện cho con hôm nay được bình an, nguyện cho nó mau được bị đuổi. Thì nó mà bị đuổi á là nó bực bội á, cái tâm, cái cách sống của nó dở, nó tăng trưởng lên. Rồi cái nó ghét, tại vì nó biết là nó có với mình là nó không chừng nó nghi mình nữa chứ. Nó nghi chắc mình chọt chẹt gì đây, nó bị đuổi. Cho nên nhiều khi mình tình ngay mà lý gian. Nhiều khi mình không làm mà bị phạm, bị nghi. Cho nên á, hồi xưa mà cái bà già mà ở trong cái câu chuyện, cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân á, có kể một câu chuyện là bà già cầu cho ông Bảo Chúa sống lâu. Bà đi khắp đường phố bà nói cầu cho Bảo Chúa sống lâu, cầu cho Bảo Chúa sống lâu. Ta nói bà già này ngộ Bảo Chúa rồi, cho nó chết lẹ đi chứ tại sao phải cho nó sống lâu. Bà mới nói trời ơi, đời tôi sống trải qua ba ông vua rồi. Ông vua thứ nhất ác, cái thì ông vua thứ hai giết ông này lên ngôi. Thì lên ngôi cho nên lấy kinh nghiệm ông trước ác hơn để giữ vững ngai vàng. Rồi cái ông thứ ba thấy ông thứ hai ác quá, giết ổng. Rồi lấy kinh nghiệm của hai ông cộng lại. Cho nên ông thứ ba cũng ác dữ dội nữa. Thôi thôi tụi ba ông tôi sợ quá rồi. Thôi ông này nhiêu đó đủ rồi. Ông thứ tư lên nữa chắc tụi tôi khỏi sống. Cầu cho Bảo Chúa sống lâu. Quý vị có rảnh nên đọc cái quyển Cái Cười của Thánh Nhân cũng vui lắm. Đó là cái mình xong cái phẩm nói về cái tướng trạng của giới, và cũng là kết thúc của cái phẩm Trì Giới Ba La Mật. Nói tóm lại á, cái phẩm này là nói về cái sự trì giới đến cái chỗ viên mãn rốt ráo. Thì thưa đại chúng là khi mình trì giới á, không phải chỉ được phần mình mà được viên mãn đâu. Mình lấy một chúng sanh, một đối tượng để làm viên mãn cho chính mình. Ví dụ như nhớ không, trì mình giữ giới có ba, vì ba lý do nè, nhớ không? Vì mình, vì người, vì pháp giới chúng sanh, nhớ không? Hôm trước mình học đó. Thì nếu mà mình biết rằng á, thí dụ như nói tôi vì tôi thôi thì cái này chưa đủ, vì mình là được, nhưng mà vì người nữa. Ví dụ hôm qua đây nè, có một bác rất là buồn một người con, mà bây giờ bác cô đơn, bác sống chung một người con đó mà người con đó làm khổ bác dữ lắm. Thì mà bây giờ mình nhìn bác, mình thấy bác rất là bị stress. Thì Pháp Hòa mới nói á, bây giờ con của bác, con ruột của bác mất rồi, bác phải sống với người con rể và những đứa nhỏ. Thì bác biết là người con rể không có quý mến gì bác hết, cho nên có những cái hành xử với bác rất là tệ. Nhưng nếu bác buồn người đó mà bác sống, bác bệnh, bác khổ đó, là bác sẽ để lại cho mấy đứa cháu cái đau khổ. Tại vì hai vợ chồng còn trẻ mà người vợ ung thư chết sớm, thì bây giờ cái đứa con nó rất là tội nghiệp. Thì Pháp Hòa mới nói là mấy đứa nhỏ đó, nó không, bác không có khéo cẩn thận làm nó sẽ bị stress và nó sẽ khổ lắm. Thì bác phải vì mấy đứa nhỏ mà bác sống tốt. Thì ở đây mình nói ví dụ như vậy để mình thấy rằng trong cái sự hành trì của mình vì người khác của mình hành trì. Ví dụ như là nhiều Phật tử Pháp Hòa biết đó, đi chùa là vì con mình đi, sao mình đi để cho nó thấy cái hình ảnh đó, để mai mốt mình có trăm tuổi già nó nương theo cái hình ảnh đó rồi nó đi luôn.
hay là mình cúng dường rồi đó, mình làm cho con nó thấy, hay là bây giờ mình cúng dỗ, không phải vì ông bà nữa, cũng không phải vì mình, mà vì con của mình. Mình muốn dạy cho nó, hướng dẫn cho nó một cái nền tảng đạo đức, văn hóa căn bản nhất của dân tộc của chúng ta. Nó là vậy đó. Cho nên cái thế gọi là trì giới viên mãn rốt ráo ở cái chỗ là vì mình cũng có, vì người, tức là vì đời, và vì pháp. Thôi chúng ta hết cái phẩm này rồi ha, kỳ sau chúng ta sẽ học qua phẩm mới, kỳ sau học phẩm thứ 24. Chắc hết năm nữa là mình sẽ xong. Nửa năm thôi, tại vì mình còn 4 phẩm nữa. Yeah. Chúng ta hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện